Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Đả Lê Mã Lương Nguyễn Phú Trọng vờ yêu nước, tránh chỉ Trung Quốc, Tổng Bí thư cầu yên ổn. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất hình ảnh rất nghiêm trọng, đó là việc Trung ương 11 đã diễn ra, nhưng những thông tin mà Trung ương, hội nghị Trung ương này để bàn thảo về vấn đề Biển Đông đã không được tiết lộ ra ngoài cho người dân được biết. Và đặc biệt với việc hôm nay Tổng Bí thư đã xuất hiện trở lại trước công chúng tại cuộc họp cử tri thì chúng ta đã biết thêm những thông tin mới. Đó là hình ảnh của một số trang báo trong nước đã bắt đầu đăng tải. Đó là sáng ngày 15 tháng 10, tức là hôm nay, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Và đây là hình của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lắng nghe cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ vào ngày hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2019. Và các bạn cũng thấy rất rõ với khuôn mặt khá mệt mỏi và cũng là một cái người rất cao tuổi của ông Nguyễn Phú Trọng, thì đây là một cái thử thách rất lớn với ông trong thời gian vừa qua khi bị đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019. Thì nay thì ông đã xuất hiện trở lại được, và cái lần trước đó đã hứa với cử tri cuối cùng ông đã không xuất hiện được vì có vấn đề về sức khỏe. Và lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã công nhận mình đã bị ốm nên hồi tháng 5 không thể đến với các cử tri này. Và hình ảnh các bạn cũng đã thấy rất rõ ở đây, trong bài báo đã ghi rõ Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn tình cảm thân thiết của các cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và chia sẻ với cử tri ba quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hà Nội tại cuộc gặp tiếp xúc cử tri sáng nay, tức ngày hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn cử tri thời gian qua và tại hội nghị này đã dành cho ông tình cảm thân thiết. Ông nói tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn nêu lên nhận khuyết điểm vì lần tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 7 vào tháng 5 do bị ốm nên ông đã không tham dự. Nên lần này ông đã cố gắng đến hội nghị tiếp xúc cử tri. Và đây là cái điều cũng rất là đặc biệt. Và lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã công nhận rằng cái việc mình bị ốm. Và trong thời gian đó, tức là tháng 4 năm 2019, thì tờ Thời báo.de cũng đã đăng tải đầu tiên ở trên báo tiếng Việt ở nước ngoài tại Đức về việc ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ tại Kiên Giang khi đến thăm tỉnh này. Và nếu để gần hình ảnh lại thì các bạn thấy rất rõ ông Nguyễn Phú Trọng rất mệt mỏi và già nua trong công việc của mình. Và đây là cái thử thách rất lớn cho Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới khi có một người quá già như vậy đứng đầu lãnh đạo và có thể ốm hoặc là có những vấn đề về sức khỏe một cách bất kỳ lúc nào có thể xảy ra. Và mặc dù gọi là cử tri đã đến đây để gặp ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đều là những người quen thuộc đã được sắp xếp và chọn lọc những cái câu hỏi trước để đưa nhau vào trong gặp trong một hội trường kín. Và đa số họ là những người rất già nua bảo thủ. Và qua đây chúng ta thấy rõ hơn 90 triệu người dân Việt Nam đã bị gạt ra ngoài và Đảng Cộng sản chỉ tổ chức cuộc gặp mang tính chất hình thức để đưa lên truyền hình và truyền thông mà thôi. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ và cụ thể, chi tiết. Đây là buổi gặp ngày hôm nay, là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp cử tri tại Hà Nội hôm 15 tháng 10 năm 2019. Và nếu để sát lại thì các bạn thấy rất rõ đây là những người tương tự tuổi già như ông Nguyễn Phú Trọng và không thấy thế hệ trẻ xuất hiện ở đây. Thì đây là cái điều rất đặc biệt khi mà đất nước Việt Nam không phải chỉ có những người già này, nhưng dường như những người trẻ đã không được đưa vào đây để gặp và trao đổi với ông. Và một số cử tri phát biểu tại cuộc gặp như sau: thấy đồng chí mạnh khỏe, chúng tôi vui mừng. Tại đây, cử tri Nguyễn Văn Đoàn, phường Cống Vị, Ba Đình chia sẻ như vậy. Và nhân dân sẽ rất chia sẻ, đồng tình với Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đang có quyết tâm rất cao trong cuộc chống giặc nội xâm trở thành cao trào mạnh mẽ và đã đạt được kết quả và thành tích tích cực, ông Hảo nhấn mạnh. Thì những cái điều này cũng rất đặc biệt ở Việt Nam, là khi Việt Nam đã có những bộ luật hình sự, nhưng những cái vấn đề chống tham nhũng này thì đã bị nảy sinh ngay trong cái cơ chế độc quyền và độc đảng, đã ngày càng phát sinh từ xã đến huyện đến tỉnh đến trung ương, rất nhiều những quan chức tham nhũng. Và bởi vì khi nếu có việc kiểm tra về tài chính của bất cứ quan chức nào thì đều có sai phạm, vì họ không thể sống được bằng đồng lương của mình, nhưng họ vẫn có những khu nhà lầu rất to, có những ô tô và có những chuyến công du nước ngoài một cách hết sức thoải mái.
và cử tri Nguyễn Văn Khiêm, quận Hoàn Kiếm bày tỏ tâm đắc với câu nói của Thủ tướng: tìm người tài không tìm người nhà, bất kỳ ai có năng lực đều được trọng dụng, phải làm sao cho con cháu nông dân, công nhân, người nghèo được yên tâm và xã hội không bỏ lọt ai phía sau. Thì cái điều này của cử tri này cũng rất là mơ hồ, bởi vì các bạn cũng đã biết rồi, ở Việt Nam rất nhiều người ở nước ngoài mà chúng tôi đã chứng kiến học ở Đức và nhiều nước khác rất giỏi, và tốt nghiệp xong khi về Việt Nam thì họ không thể xin được việc, và nếu có thì phải đút lót và hối lộ rất nhiều tiền, và sau đó để vào làm những cái công việc mà có mức lương rất rẻ và không thể đủ sống được. Và sau đó cuối cùng chính những người này lại gặp lại chúng tôi ở Đức và những nước khác, và họ nói rằng là họ đã phải quay lại những cái đất nước văn minh và dân chủ như ở đây để họ làm việc, vì không thể sống được trong cái môi trường ở Việt Nam. Và đương nhiên chỉ còn những con cháu quan chức thì mới có thể có những cái vị trí này mà thôi. Và ngoài ra, nội dung căng thẳng đối đầu của Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông ở khu vực Bãi Tư Chính đã được đưa ra trong cái cuộc gặp này. Tuy nhiên, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất dè dặt và phát biểu rất chung chung như sau. Và các bạn có thể thấy những thông tin cũng đã bắt đầu đăng tải: những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định với cử tri khi tiếp xúc với người dân với tư cách đại biểu Quốc hội ở Hà Nội vào sáng nay ngày 15 tháng 10 như vậy. Đối với công tác đối ngoại và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết tại hội nghị 11, Ban chấp hành Trung ương đã dành thời gian để nghe báo cáo và thảo luận, tạo sự thống nhất. Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng phải giữ được môi trường hòa bình để phát triển. Tổng Bí thư nêu quan điểm với các cử tri xung quanh và xử lý mối quan hệ này không hề đơn giản, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải dứt khoát, đồng thời khôn khéo và mềm mỏng. Trước đông đảo cử tri, người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định thêm: những gì thuộc về độc lập, chủ quyền dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng, tinh thần của ta là quyết chiến quyết thắng. Thế nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng đã không hề nói rằng là quyết chiến với ai và quyết thắng ai, thì đấy là cái điều mà ông vẫn giữ từ trước đến nay và không nói, dám nói thẳng ra đấy là từ Trung Quốc, một cái đất nước mà hiện nay có tương đồng với thể chế cộng sản và chủ nghĩa xã hội cũng như chủ nghĩa cộng sản với Việt Nam. Và ông Nguyễn Phú Trọng là một trong những người đã ký kết rất nhiều văn kiện hợp tác giữa hai đảng và đưa rất nhiều cán bộ sang Trung Quốc, và ngay giờ thời điểm này vẫn đang sang Trung Quốc để học, thì điều đó rất khó cho ông Nguyễn Phú Trọng khi đứng đầu nhà nước và đảng. Và qua đánh giá, đây là hành động và thái độ nước đôi, quan điểm không rõ ràng, nên nội dung thông điệp của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra không có giá trị với Trung Quốc. Họ rất hiểu điều này và vẫn điều tàu tiếp tục thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngay ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm với các bạn, đấy là hình ảnh ngày hôm nay nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã đưa ra vào ngày 15 tháng 10 2019. Tàu Hải Dương 8 vừa hoàn tất đường khảo sát thứ 14 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 15 thuộc khu vực khảo sát 4, tức là lần thứ 4 tàu Trung Quốc vào, và hơn 3 tháng nay rồi. Vào lúc 9 giờ 14 phút sáng hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2019, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 14 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 15, tức là rất là nhiều rồi. Đường khảo sát thứ 15 này nằm giữa hai vĩ tuyến N13 và N14, dài bằng đường khảo sát thứ 14 nhưng ngắn hơn đường khảo sát thứ 13 một chút. Đường khảo sát 15 nằm ở vị trí ngang với thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và nếu để gần lại, các bạn thấy rất rõ là cái đường đi và hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc hiện nay vẫn tiếp tục đi thẳng, rất thẳng và rất đều đặn ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngay cả những cái tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như là cuộc họp của Trung ương 11 đã diễn ra nhưng đã không làm gì được và không ngăn cản cũng như không bảo vệ được chủ quyền của Việt Nam trước cái sự xâm lấn của Trung Quốc như thế này. Và với cái tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng là về chủ quyền thì chúng ta cần phải đặt câu hỏi và cần phải tiếp tục quan sát thêm xem ông có cái biện pháp nào là có thể xua đuổi được người đồng chí Trung Quốc của ông đi mà hay không. Và đáng chú ý, trong lần xuất hiện này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã lên tiếng đả kích các tiếng nói yêu nước phản đối Trung Quốc trước đó. Đấy là những cái người trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và chúng ta có thể thấy chứng kiến ngay trong những bài báo trong nước, một số báo đã đăng nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý chưa có thời kỳ nào đất nước chúng ta không khí ổn định tốt thế này, phải giữ nó chứ. Chỉ có một số phần tử cố tình kích động, ra vẻ ta là anh hùng, ta yêu nước, còn lại không yêu nước, vô trách nhiệm à? Thì đây là cái khúc mắc của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như cái đả kích của ông Nguyễn Phú Trọng đối với một số cái cán bộ cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quân đội, trong công an, trong ban tuyên giáo đã có cái thái độ rất rõ ràng với Trung Quốc trong thời gian qua. Và người dân Việt Nam đặc biệt rất phản ứng rất không vui khi ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu nhà nước đã không có bất cứ một tuyên bố nào trong thời gian hơn 3 tháng qua, và điều đó rất có lợi cho Trung Quốc.
Và được biết ông Nguyễn Phú Trọng thì trước đây cũng chưa từng đi nghĩa vụ quân sự như những thanh niên khác cùng với thời với ông. Và ông cũng chỉ là cái người lớn lên và làm công tác báo chí trong tạp chí Cộng sản và sau đó làm Tổng Bí thư. Thì đấy điều đó về cái việc những cái đối sách với nước ngoài, quốc tế cũng như về quân đội, quân sự và những mối quan hệ khác nhau thì ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ rất thiếu kinh nghiệm. Và sở dĩ có câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra đả kích này vì ông đã bị người dân và các nhà nghiên cứu, cựu cán bộ cấp cao của quân đội, công an, ban tuyên giáo chỉ trích về thái độ im lặng cả 3 tháng nay khi đưa đội tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không có bất cứ một phản ứng nào. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là tướng Lê Mã Lương, thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên giám đốc bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam nêu nhiều ý kiến. Dự buổi hội thảo có các anh ở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương. Tôi muốn hỏi các anh, chính phủ có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không? Đây là chuyện của toàn dân Việt Nam, giữ được bãi thứ chính là giữ được các đảo khác của Việt Nam. Nếu chúng ta để mất thì Việt Nam sẽ không còn đảo nào. Đây là tuyên bố của ông anh thiếu tướng Lê Mã Lương. Và đây là phát biểu trong cái buổi tọa đàm về bãi tư chính vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 với sự tham dự của nhiều vị nhân sĩ có tiếng. Tọa đàm khoa học vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế do Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy cái phát biểu của ông rất mạnh mẽ về việc đó. Và cũng trong buổi tọa đàm trên, tướng Công an Lê Văn Cương cũng đã đưa ra ý kiến của mình như sau. Tại buổi tọa đàm khoa học này, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, phát biểu thông tin rất đáng chú ý về yêu cầu của Trung Quốc trong một cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như sau. Theo tướng Cương, sau khi tòa trọng tài quốc tế tuyên Trung Quốc thua kiện Philippines, tức là phán quyết PCA vào năm 2016, Trung Quốc cử cán bộ sang làm việc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam thực hiện 5 không. Thứ nhất, không được ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài. Thứ hai, không được đưa ASEAN bàn thảo liên quan đến vấn đề về Biển Đông. Thứ ba, trong đa phương quốc tế Việt Nam không đưa phán quyết này ra. Thứ tư, trong đàm phán Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam không được đưa vấn đề này ra. Thứ năm, các đồng chí không được kiện Trung Quốc. Và tướng Cương đã nói, tuy nhiên theo tôi biết, không có đồng chí lãnh đạo Việt Nam nào nói không kiện, hiện nay vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng theo tôi, ngửi mùi cấp trên lúc nào chưa thích hợp để kiện hoặc là khi có điều kiện họ sẽ kiện. Thì đây là tiết lộ của ông thiếu tướng Lê Văn Cương. Và điều rất quan trọng là cái 5-0 này là Trung Quốc ép Việt Nam đang phải làm. Và chính vì vậy là Việt Nam đã có những cái thái độ dè dặt trong thời gian vừa qua. Và tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, cũng nêu ý kiến về vấn đề Biển Đông rất rõ ràng như sau. Ông Hoàng nói kiện Trung Quốc là phải giải pháp hòa bình. Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nêu ý kiến kiện Trung Quốc là giải pháp hòa bình, kiện là giải pháp ngăn chặn chiến tranh, sử dụng luật pháp và dư luận quốc tế khi có mâu thuẫn giữa các bên là biện pháp cần thiết và đúng đắn trong thế giới văn minh và hội nhập. Vì sao ta lại sợ kiện trong khi chính nghĩa thuộc về ta? Sợ kiện hay sợ Trung Quốc? Đặt câu hỏi như vậy là vì tôi nghe có ý kiến cho rằng nếu ta kiện Trung Quốc thì họ làm căng hơn nữa, trong khi ta phải sống bên cạnh họ lâu dài. Nếu để họ thù vặt thì rất khó ở. Mà họ cũng dọa ta như thế, dọa để ta đừng kiện. Họ không muốn ta quốc tế hóa vấn đề mà chỉ để riêng họ và ta với nhau để dễ bề ức hiếp. Đó là cách làm, cách đấm người ta mà muốn bịt miệng, không cho ta cho la. Đây là ông đã tiết lộ như vậy. Tôi nghĩ không thể đồng ý với cái lý lẽ cho rằng vì sợ họ ép ta nên thà rằng cứ để cho họ ép dần dần như thế mà không cần phải kiện. Họ sẽ chèn ép ta ngày càng nhiều thêm, đấy là quy luật tất yếu vì mục đích của họ là độc chiếm Biển Đông, ông tiết lộ. Mới hôm 3 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định về chủ quyền ở bãi tư chính. Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp hay có chồng lấn vì Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý quốc tế nào để đưa ra yêu sách đối với các khu vực này. Thì ông cũng nói như vậy. Và ông Nguyễn Phú Trọng là một người đứng đầu đảng và nhà nước với trình độ của xây dựng đảng Cộng sản đã quá lạc hậu, học từ những năm 80 từ Liên Xô và đất nước này, cái liên bang Xô Viết đã tan rã từ lâu. Thì đây là minh chứng rất rõ ràng và cho việc ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đưa ra khái niệm về kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và chèn ép cả trên, bắt y buộc cả trên một cái dân tộc trên 90 triệu người phải đi theo và làm theo
và tất nhiên điều đó sẽ dẫn đến thất bại như những nước khác đã áp dụng thể chế này như Venezuela, Cuba, Lào, Bắc Triều Tiên mà thôi. Và hình ảnh các bạn cũng thấy rất rõ là gần đây Thủ tướng tiếp Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Cuba. Đây là hình ảnh được chia sẻ vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Và Cuba mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Cuba về giống ngô, chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô hiện đạt mức năng suất thấp. Đẩy mạnh canh tác, quân đội Cuba đã chuẩn bị sẵn đất đai. Từ lâu nay, quân đội Cuba đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực cho đất nước. Cuba mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề nghị này và thông qua các bộ chuyên ngành Việt Nam giúp đỡ Cuba. Đây là cái chia sẻ của ông Thượng tướng Alvaro, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba khi sang thăm Việt Nam và gặp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chia sẻ và mong muốn rằng là Việt Nam giúp Cuba về giống ngô. Đây là cái điều rất đặc biệt. Tất cả những cái nước mà theo đường lối xã hội chủ nghĩa giống như Việt Nam thì đều dần dần đi vào một con đường ngõ cụt và người dân lầm than cũng như đói khổ. Mặt khác, ông Nguyễn Phú Trọng thì tuổi cũng đã quá cao, ốm yếu như lời ông tự nhận như vậy, và sẽ gây ra sức ỳ rất lớn, dẫn đến bạc nhược. Đáng lẽ ông phải về hưu từ rất lâu, nhưng giờ vẫn cố bám lại, dẫn đến trong thời gian tới năng lực làm việc và phục vụ nhân dân của ông chắc chắn sẽ rất thấp. Và đứng trước một đối thủ rất mạnh mẽ và nhiều tiềm năng và tiềm lực rất lớn về quốc phòng như Trung Quốc đang tìm mọi cách thôn tính chủ quyền trên biển của Việt Nam, lúc này cần một đội ngũ lãnh đạo trẻ, khỏe, năng động, có trình độ ở tầm quốc tế. Điều này chỉ có thể thành công khi Việt Nam có bầu cử tự do theo thể chế dân chủ, văn minh. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng và đường lối chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội tương đồng với Trung Quốc đã trở nên không còn phù hợp và cần phải sớm được thay thế. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn những thời gian sớm nhất, những thông tin trung thực nhất. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.